Đề 1. Viết bài văn thuật lại một giờ học đáng nhớ đối với em. Bài viết: thời gian như một bản nhạc không lời lặng lẽ. Nó đến rồi đi, để lại trong ta những ký ức, những kỷ niệm mãi mãi không nguôi. Nó cũng để lại trong tôi một khoảng trống, một nỗi niềm mà chẳng ai có thể lấp đầy. Tôi vẫn còn nhớ như in kỷ niệm đó, kỷ niệm về một tiết học văn. Tôi như đang trong một giấc mơ trở về năm ấy, về tiết học đáng nhớ ấy. Cô giáo chậm chậm bước vào lớp với khuôn mặt tươi cười như hàng ngày. Nhưng trong mắt cô thoáng một nỗi buồn. Cô sao vậy nhỉ? Tôi tự hỏi, trong lòng thoáng chút lo lắng. Nụ cười của cô hôm nay thật khác lạ, vẫn là nụ cười đấy, nhưng chất chứa hàng ngàn nỗi niềm khó tả. Cô nhìn quanh lớp rồi cất giọng. Các em, cô có một chuyện rất muốn nói. Tất cả lớp đều im lặng nhìn cô. Đây sẽ là buổi học cuối cùng cô dạy các em. Cô sắp chuyển vào miền Nam công tác. Cô mong giờ học này các em sẽ học thật tốt nhé. Rất nhanh sau đó cô vào bài giảng. Cả lớp tôi sững sờ. Mọi người bất ngờ tới nỗi chẳng nói thành lời. Tại sao cô lại chuyển đi? Chắc tại lớp tôi hư làm cô buồn. Bao câu hỏi quay cuồng trong tâm trí tôi. Lòng tự nhủ mình, mình phải thật ngoan trong ngày hôm nay, vì biết đâu sẽ chẳng còn ngày nào được nghe lại giọng giảng, nét chữ thân quen này nữa. Điều đó thật đáng sợ. Trên bảng, từng nét chữ thân quen của cô hiện lên. Buổi học cuối cùng của Alphonse Daudet. Lớp tôi ai nấy đều im lặng. Giọng cô trầm trầm cất lên giữa khoảng không lặng thinh, đưa tất cả chúng tôi về với miền an giác bình yên, tươi đẹp. Về cậu bé Frank với những chiều đi chơi, thả diều. Về người thầy đáng kính Hamen của buổi học cuối cùng. Chúng tôi cứ thế lắng nghe, tự hỏi câu chuyện đó sao giống câu chuyện của chúng tôi đến vậy. Khi phân tích tâm trạng của cậu bé Frank, giọng cô trầm bổng như từng cung bậc cảm xúc của cậu bé vùng an giác này, khiến tôi và tất cả lớp như muốn trào nước mắt. Rồi khi giảng đến lời nói của thầy Hamen về tiếng nói dân tộc, giọng cô lại xúc động đến nghẹn ngào, khiến chúng tôi càng thêm thấm thía về giá trị của tiếng mẹ đẻ. Những dòng chữ thân thuộc cô viết trên bảng kết hợp với lời giảng, lời bình thật hay và thấm thía. Được cô động viên khích lệ, cả lớp càng thêm hào hứng, hăng hái phát biểu, thảo luận xây dựng bài. Cứ ngỡ như cô sẽ chẳng bao giờ rời đi, sẽ vẫn ngày ngày được gặp cô và nghe lời cô giảng. Tiếng trống vang lên hết tiết, cả lớp như bừng tỉnh, mọi người nhốn nháo và ai nấy bật lên tiếng khóc. Cô gượng cười bảo, cô rất vui khi đã được dạy lớp mình, hãy nhớ về cô với những hồi ức đẹp nhé. Chỉ nghe đến thế thôi, cả lớp tôi đã òa khóc. Cô cứ thế mà đi sao, hệt như trong văn bản ấy sao? Chúng tôi nhìn theo dáng cô khuất dần, lòng tự hỏi, cô ơi, biết bao giờ chúng em lại được gặp cô, được nghe cô giảng bài. Chúng em biết, tuy đi xa, cô vẫn luôn nhớ đến chúng em, đến tiết học này, một kỷ niệm giữa cô và chúng em. Đối với chúng em, đó sẽ là một tiết học đáng nhớ suốt cuộc đời. Đề 2. Viết bài văn kể lại một câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe về trí thông minh hoặc khả năng tìm tòi, sáng tạo của con người. Bài viết: trí khôn của ta đây là câu chuyện dân gian hết sức thú vị, ca ngợi trí thông minh của con người. Chuyện kể rằng có một con hổ thấy trâu đang bị con người bắt cấy cày. Đợi trâu được nghỉ, hổ mới lân la ra hỏi: sao trông anh to khỏe thế mà lại bị con người đánh đập vậy? Châu trả lời rằng, đấy là do con người có trí khôn đấy anh ạ. Hổ lấy làm lạ lắm, bèn hỏi lại, trí khôn là gì thế hở anh? Nó trông như thế nào? Châu đáp lại, trí khôn là trí khôn chứ là gì? Nếu anh muốn biết rõ hơn, hãy đi hỏi con người ấy. Con hổ bèn tiến lại gần người nông dân và hỏi, trí khôn của anh đâu? Có thể cho tôi xem một chút được không?
Người nông dân bèn đáp ngay: "Trí khôn của tôi để ở nhà mất rồi, để tôi chạy về nhà lấy cho anh xem. Nếu anh cần, tôi sẽ cho anh một ít. À, anh hãy để tôi trói anh lại gốc cây, không kẻo lúc tôi về, anh lại ăn mất trâu của tôi mất." Hổ gật gù đồng ý. Người nông dân trói hổ thật chặt xong, anh liền chất rơm xung quanh đó, châm lửa và quát lớn: "Trí khôn của ta đây, trí khôn của ta đây!" Trâu thấy vậy thích quá, bò lăn ra cười, hàm răng trên của nó đập vào đá, bèn gãy mất, không còn một cái nào. Hổ đau đớn quằn quại, lửa cháy làm đứt dây trói, hổ liền chạy nhanh vào rừng. Sau khi đọc câu chuyện này, em đã biết lý do trâu không còn hàm răng ở trên và vì sao lưng hổ có rất nhiều vết vằn. Em cũng rất khâm phục tài trí của anh nông dân đã khiến con hổ sợ hãi, không còn dám đến mảng đến gần loài người nữa.